chia sẻ kiến thức marketing nền tảng, update kiến thức mỗi ngày cùng ATP Academy. Truy cập ngay atpacademy.vn. Sự ra đời của hãng xe Lamborghini, Ferrari không thích điều này. Đầu tiên, cần phải nói rằng sự ra đời của Lamborghini chắc chắn không làm cho ông chủ của Ferrari hài lòng chút nào. Quyết định sản xuất xe hơi Lamborghini được xuất phát từ ông chủ của nhà máy chuyên sản xuất máy kéo, Trattori, có tên là Lamborghini Trattori SBA. Sau khi ông chủ này cảm thấy không hài lòng với chiếc xe Ferrari của mình, thêm nữa, khi bày tỏ sự không hài lòng này với Zeno Ferrari, huyền thoại sáng lập ra Ferrari, thì ông chủ của những chiếc máy cày lại bị sỉ nhục dữ tợn vì cho rằng không hề có hiểu biết gì về xe hơi. Tức chí, ông này mở luôn hãng sản xuất xe hơi Lamborghini. Quay trở lại trước Thế chiến thứ 2, Ferruccio Lamborghini với sự đam mê máy móc của mình được nhận vào làm việc cho một nhà máy thuộc không quân Hoàng gia Ý. Rất nhanh chóng, tài năng của Ferruccio đã được công nhận và ông trở thành một trong những chuyên gia sửa chữa máy móc tại đây. Sau chiến tranh, Ferruccio mở một tiệm sửa chữa xe và máy móc nhỏ tại vùng phía bắc nước Ý. Ý tưởng thành công đầu tiên của ông là thu mua những cỗ máy, nguyên vật liệu thừa thãi hoặc đã bị hỏng trong chiến tranh và đem về sản xuất ra máy kéo phục vụ nông nghiệp. Sau chiến tranh, nông nghiệp tại Ý rất quan trọng. Lúc đầu tiên, Ferruccio chỉ sản xuất được một chiếc máy kéo một tháng, nhưng cho tới năm 1960, ông đã mở rộng nhà máy và sản xuất cả máy điều hòa nhiệt độ dành cho các tòa nhà mới mọc lên lúc đó. Là người yêu động cơ và máy móc, ông sở hữu khá nhiều các loại xe ô tô, trong đó có chiếc Ferrari 250 GT. Tuy vậy, chiếc xe này mang lại cho Ferruccio Lamborghini khá nhiều phiền toái. Và ông quyết định mang nó đến than phiền với Zeno Ferrari, cha đẻ của những chiếc xe Ferrari nổi tiếng. Bực mình vì phải đợi hàng tiếng đồng hồ, Ferruccio nói luôn khi thấy mặt Zeno Ferrari: "Thưa ông Ferrari, những chiếc xe của ông chỉ là thứ bỏ đi." Ông hoàng ngành xe đua Italia điên tiết: "Một kẻ chỉ biết lái máy kéo như anh thì làm sao điều khiển được một chiếc Ferrari đúng cách? Vấn đề không nằm ở chiếc xe mà nằm ở người lái nó." Enzo còn khuyên Ferruccio hãy quay lại tập trung với việc sản xuất máy cày, máy kéo thì hơn. Đối với một kỹ sư tài năng như Ferruccio thì câu nói đó quả thật là một lời sỉ nhục. Ra về, Ferruccio thề mình sẽ làm một chiếc xe hoàn hảo, chiếc xe của riêng ông. Dùng nguồn tài chính dồi dào có được sau khi sản xuất máy cày và các thiết bị trong hơn 10 năm qua, ông đã nghiên cứu và chế tạo ra động cơ V12. Tiếp đó, Ferruccio thành lập công ty, tuyển các thợ lành nghề cũ và đã từng làm cho Ferrari. Nhiệm vụ của công ty non trẻ này là sản xuất ra một chiếc xe sang trọng và có thể chạy với tốc độ 150 km/h trên con đường Autostrada del Sole, con đường nổi tiếng nối Milan và Nepal. Lamborghini 350 GT đã được ra đời và tiếp sau đó, nhãn hiệu này ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Tuy vậy, Ferruccio cũng không ngần ngại thú nhận rằng ông không phát minh ra cái gì cả. Thay vì đó, ông chỉ sắp xếp lại và cải tiến mọi thứ tốt hơn mà thôi. Ví dụ như, ông đã cải tiến động cơ từ chính động cơ 12 cylinder của Ferrari. Và do Ferruccio Lamborghini sinh tại cùng kiều ngưu, ông đã dùng hình tượng con bò làm biểu tượng cho xe Lamborghini. Có rất nhiều dòng xe Lamborghini cũng sử dụng các tên gọi liên quan tới bò như Miura, lấy tên từ Don Eduardo Miura, người chuyên nuôi bò để đấu. Israel, tên của chú bò đã húc chết đấu sĩ nổi tiếng Manolete. Brother, tên thanh kiếm của đấu sĩ đấu bò. Gallardo là tên một giống bò ở Ý, giống như truyền thống vốn có. Aventador là tên của một con bò đực đặc biệt can đảm tới từ Tây Ban Nha. Vào tháng 10 năm 1993, chú bò Aventador đã được cả thị trấn Arena Saragossa biết đến chỉ sau một trận đấu. Ngay lập tức, cái tên Aventador được Lamborghini mua bản quyền và đăng ký làm thương hiệu riêng của mình. Mãi gần 20 năm sau, Aventador mới thực sự trở lại và được đặt tên cho siêu xe mạnh mẽ nhất của Lamborghini. Nguồn Internet, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay dinhnghiastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.